Chào mừng quý vị đến với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau. Trấn Thành đính chính về doanh thu của phim Mai vượt 500 tỷ đồng. Đoạt Á quân Đức mở rộng, Hot Girl cầu lông Thùy Linh tích lũy gần 6.000 điểm. Ô tô 16 chỗ gây tai nạn khiến cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc 3 km. Nhóm cướp tiệm vàng ở Bình Dương ra tay chỉ trong vòng 30 giây. Nhà tù ở Haiti bị tấn công, hàng nghìn tù nhân đào tẩu. Những ngày qua, nghệ sĩ Trấn Thành nhận được nhiều lời chúc mừng vì theo thống kê của Box Office Việt Nam, doanh thu của phim Mai đã vượt qua con số 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ đã lên tiếng đính chính và cho biết con số trên là chưa chính xác nếu so sánh với thông tin mà các nhà phát hành cung cấp. Đạo diễn này thừa nhận hiện doanh thu của phim vẫn chưa đạt đến con số 500 tỷ đồng. Và những số liệu mà Box Office Việt Nam công bố có thể sai số từ 5 đến 10% tùy thời điểm. Trong chia sẻ của mình, Trấn Thành nhận định những số liệu không phải do anh trực tiếp công bố thì chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết được con số chính xác, anh cần tổng hợp thống kê từ các nhà phát hành chính thức của phim. Ông Nguyễn Khánh Dương, đại diện Box Office Việt Nam giải thích rằng số liệu thống kê của đơn vị này dựa trên giá vé bán ra đã bao gồm thuế VAT nên luôn cao hơn từ 8 đến 10%. Còn phía các nhà sản xuất khi nhận báo cáo doanh thu đã bị trừ đi thuế, đó là chênh lệch của trước và sau thuế. Ở trận chung kết đơn nữ giải cầu lông Đức mở rộng 2024, tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã để thua trước tay vợt Mia Blichfeldt với kết quả 2 set lần lượt là 11-21 và 9-21. Những chênh lệch về thể lực và vóc dáng đã khiến hot girl cầu lông gặp khó khăn trước đối thủ đến từ Đan Mạch. Dù để thua trong trận đấu này, Nguyễn Thùy Linh vẫn xuất sắc khi là tay vợt cầu lông nữ đầu tiên của Việt Nam bước vào chung kết một giải Super 300 thuộc hệ thống World Tour của Liên đoàn Cầu lông Thế giới. Bên cạnh đó, nữ vận động viên đã tích lũy hơn 5.900 điểm và cải thiện vị trí của bản thân trên bảng xếp hạng thế giới. Quan trọng hơn, thứ hạng của Nguyễn Thùy Linh trên bảng xếp hạng vòng loại Olympic Paris 2024 đã được đảm bảo và hot girl cầu lông đang tiến gần hơn đến tấm vé tham dự sân chơi này. Sáng mùng 4 tháng 3, một ô tô 16 chỗ chạy trên đường Trường Chinh hướng từ vòng xoay An Sương về sân bay Tân Sơn Nhất. Trong quá trình di chuyển đã va chạm với hai xe máy đi cùng chiều và đâm vào gốc cây trên vỉa hè trước khi dừng lại. Tai nạn khiến 3 người bị thương phải đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy và ô tô đều bị biến dạng, trong đó một xe máy đã bị xe 16 chỗ ép nát vào gốc cây. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, lưu lượng xe đông khiến tuyến đường Trường Chinh ùn tắc kéo dài 3 km. Cảnh sát giao thông đã phải chặn đường tạm thời để khám nghiệm hiện trường. Các phương tiện di chuyển chậm, đến 9 giờ 30 sáng, tuyến đường này vẫn chưa thể lưu thông thông suốt. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ngày 4 tháng 3, Công an huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn tỉnh để tổ chức truy bắt nhóm nghi phạm cướp tiệm vàng vào chiều ngày 3 tháng 3. Những hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy nhóm đối tượng cướp tiệm vàng ở Bình Dương ra tay rất nhanh gọn. Chúng thực hiện phi vụ táo tợn chỉ trong khoảng 30 giây. Nhóm cướp 4 người gồm 2 nam, 2 nữ, mặc áo khoác, đeo khẩu trang kín mít và di chuyển bằng xe máy. Sau khi xông vào tiệm vàng, các đối tượng đã dùng một vật có hình dáng giống súng để đe dọa nhân viên và sử dụng búa đập vỡ tủ kính để cướp vàng. Các nghi phạm sau khi thực hiện xong phi vụ đã nhanh chóng trèo lên xe máy tẩu thoát. Số vàng bị cướp có giá trị ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Chính phủ Haiti cho biết, lực lượng cảnh sát đã cố gắng đẩy lùi cuộc tấn công của băng đảng nhằm vào trung tâm cải tạo quốc gia tại thủ đô Port-au-Prince và nhà tù Coi de Buquet trong đêm 2 tháng 3. Những cuộc tấn công này đã khiến một số quản giáo và phạm nhân bị thương. Theo thống kê, đến ngày 3 tháng 3, hàng nghìn tù nhân đã đào tẩu khỏi trung tâm cải tạo quốc gia. Rất nhiều người bị trúng đạn trong cuộc tấn công và chỉ còn khoảng 100 phạm nhân vẫn còn ở lại nhà tù. Trung tâm cải tạo quốc gia là nơi giam giữ các thủ lĩnh của nhiều băng đảng khét tiếng ở Haiti. Đây cũng là nơi thụ án của những người bị buộc tội ám sát cựu Tổng thống Haiti Jovenel Moïse vào năm 2021. Theo một tờ nhật báo của Haiti, những kẻ tấn công đã sử dụng máy bay không người lái để theo dõi nhà tù từ hôm 29 tháng 2. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.